Các bạn thấy không? Đi câu mà đúng lúc con cá chuối nó sang đây mà nó bơi gần mình này mà mồi bị vướng với các bạn, chứ không con này nó chết với mình rồi. Tiếc vãi. Các bạn nha, cần thủ hùng này lên cá ảo vãi. Các bạn. Thì tỷ số bây giờ là lên được số 15 rồi nhá. 15 con rồi. Thấy bạn thấy ảo chưa? Đúng là địa hình đi hơi khó, mình là ướt hết chân các bạn, rơi xuống hồ nhá. Đấy các bạn nhá. Cá lên 15 em rồi. Nào, bắt đầu. Đây các bạn nhá. Thầy Trung đang cân cá. 12 cân. 12 cân nhá các bạn nhá, 5 con 12 cân. Bình quân 3 con 1 cân. À, 3 cân 1 con. Mày quá líu hết cả lưỡi lại rồi. Đây nhá các bạn nhá. Đây. 12 cân 42 này. Đây nhá các bạn nhá. Chuẩn bị cái này đi thì còn đúng 12 cân. Bảo anh xách cá nhiều anh xách. Đây 12 cân 45 nhá. 12 cân 45 nhá. Ok. 12 cân 45 là hôm nay tổng là được 14 con thì 14 con chắc hôm nay test mồi thành công rực rỡ các bạn ạ. Tỷ số bây giờ đã lên là 14 em mà đứt dây nó bị rớt xuống hồ mất 2 con. Còn tổng là 12 con. 12 con thì rơi vào khoảng hơn 30 cân các bạn ạ. Hôm nay 4 anh em đi câu thì tổng là được 14 em mà bị rớt 2 em, còn cái loại bung thì chắc bung mất khoảng chục em. Do là hôm nay test mồi mới cho nên cũng còn nhiều cái chưa hoàn thiện được. Nhưng mà con mồi này phải nói là xịn sò, con mồi hôm nay mình lên được 8 em nữa. Thấy không? Cá nó cứ nằm dọc bờ này là cần thủ thắng. Hôm nay phải nói là một ngày quá phê các bạn ạ. Sướng chưa? Lần sau đừng có rủ anh Trung câu cá này nhá. Thắng cần thủ thắng khiếp đen các bạn ạ. Bảo lần sau là không đi theo anh Trung nữa. Đi theo anh Trung thì về liệt người luôn vì xách cá. Trời ơi có lẽ cá mà ơi, từ nhỏ con thấy con cá to như thế thầy. Đúng là ở Việt Nam mình chưa thấy con như thầy. Rồi mà hôm tới anh về câu con 3 kỷ lỗ rồi. Con 3 lỗ, con 2 lỗ. Khủng long luôn, chắc là chùm một cái hồ luôn. Các bạn xem clip của mình thấy hay thì hãy like và chia sẻ để cho nhiều người biết đến cái cảm giác phê pha ở Nhật Bản các bạn nhé. Các bạn tí nữa mình lên mình sẽ cho các bạn xem ở trên thùng nữa. Cần thủ cần thủ cần thủ thắng. Trời ơi đây các cần thủ là lúc đi thì phong độ, lúc về phong chệt. Đây lý do là lý do là được nhiều cá quá. Đây các bạn nhé, thôi chào tạm biệt các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Thì hôm nay mình test mồi thành công rực rỡ rồi, bây giờ mình về, tí nữa mình lên cho các bạn xem.